Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 15 ngày 16 tháng 7 năm 2024. Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong đó, Hòa Bình mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc tối nay và chiều tối mai 16 tháng 7 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông cảnh báo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Tây Nguyên mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết ngày 16 tháng 7 năm 2024 cho các tỉnh thành phố trên cả nước.